bạn nhá, đấy mình vừa mới ra ngoài quán và mua cả quả xoài cụ to tướng luôn đấy các bạn. Kiểu như là mình không tin ý, thế cho nên là mình có bảo người ta cắt thử một miếng ra để xem. Đây các bạn có thể nhìn thấy vàng, rất là vàng luôn. Đấy, hôm nay thì mình sẽ làm món xoài này chấm với lại muối ớt siêu cay để ăn mừng 200.000 người đăng ký các bạn nhá. 200.000 người đăng ký đấy. Thì đây là mình đã chuẩn bị là muối sấy ngọc yến. Hôm nay là ăn mừng to luôn các bạn ạ. Bây giờ là mình sẽ, đây là xoài chua và đây là xoài cực kỳ là chua luôn các bạn nhé. Đấy, hôm qua là mình làm cái clip mà kiểu như là theo ý kiến đóng góp của các bạn ấy, được rất là nhiều người ủng hộ luôn. Thế cho nên là hôm nay là tiếp tục là mình sẽ đâu để mình đọc bình luận xem nào. Hôm nay mình sẽ làm theo gọi là những ý kiến của các bạn đã góp ý cho mình nhé. Anh làm xoài xanh chấm với muối ớt siêu cay đi. Em sẽ làm người yêu của anh nếu anh ăn được xoài xanh chấm với muối ớt siêu cay. Ủa, giật mình. Ok em nhá. Đúng, hôm nay anh ăn mừng 200.000 người đăng ký thì em lại đóng góp cho anh cái ý kiến này cực kỳ là sướng, là chất luôn. Đây, xoài xanh của em đây, muối ớt siêu cay, ngọc yến đây nhá. Bây giờ thì anh sẽ bổ ra đây. Ok. Đây, mình sẽ cho gần và mình bổ xem là nó chất như nào các bạn nhé. Đấy. Ui giời, phải nói là cái loại này thì nó chua thì đỉnh của chua luôn các bạn ạ. Đấy, quá tuyệt vời luôn, các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ chơi luôn các bạn nhé. Đây, mình có một túi dở các bạn ạ. Túi dở, đây túi lành. Túi lành là kiểu mình để dành hôm nay không ăn, mang lên cho oai thôi. Chưa ăn thịt gà, giờ vẫn rắt răng các bạn. Ok, muối ớt siêu cay của em. Em nhớ giữ lời hứa nhá, và đăng ký kênh YouTube để ủng hộ anh nhá. Anh mà ăn xoài xong chấm với muối ớt siêu cay xong mà em không làm người yêu của anh là không xong với anh đâu đấy. Ok nhá. Tuyệt vời luôn. Như thế này coi như em là người yêu của anh đấy. Vừa chua vừa cay. Mình sẽ thử quả cụ này các bạn nhé. Đây mình sẽ gọt cho các bạn xem. Ui ôi, quả này thì nó hơi kiểu nó hơi ấy một tí nhưng mà chất luôn. Các bạn thấy chưa? Chất chơi người rơi luôn. Ok. Đấy. Tưởng gì chứ nếu mà bảo anh ăn xoài xanh chấm với muối ớt siêu cay nó gọi bình thường. Ok, chơi luôn như này cho máu nhá. Tiếp tục nha. Ôi trời ơi, quá là chất, quá đẳng cấp luôn. Cho nhiều đi cho nó cay. Muối ớt này cay lắm các bạn đừng tưởng luôn. Có được rồi. Mình giả vờ tí thôi. Không có chuyện mình không ăn được cay đâu. Nhưng mà cái này chua quá, mình không chơi nó không sướng. Cái này chua vừa hơn các bạn. Đấy, chơi cái này cho sướng này. Cho nhiều bột canh, nhiều muối siêu cay và ăn nó mới sướng. Ok, cái này để đây thôi. Thành ra để cho anh vật ớt nào. Chạy hết đi. Đây các bạn ơi, đây là cái ớt nhà mình. Vẫn là cái ớt này. Bây giờ mình sẽ vặt ớt các bạn nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn ngày mới thật là vui vẻ nhé. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì mình sẽ làm những clip là theo những cái ý kiến và đóng góp của tất cả các bạn. Ok, thì mong các bạn sẽ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và để mình đọc cái bình luận xem là hôm nay là các bạn yêu cầu mình làm clip gì nhé. Ăn chuối cả cây chấm với muối ớt siêu cay đi anh. Ok, anh làm clip xong là em nhớ phải đăng ký kênh. Em nhớ phải đăng ký kênh ủng hộ anh, không là không xong anh đâu. Đây, có chuối cả cây cả em đây em ơi. Đấy, anh đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Thì bây giờ anh sẽ ăn luôn cho em xem nhé. Và anh đã chuẩn bị sẵn muối ớt rồi, ok em nhé. Bây giờ anh sẽ chuẩn bị ăn đây này. Đĩa muối ớt của mình các bạn nhé. Mình sẽ để tạm xuống đây. Đấy, mình sẽ để tạm đây. Sau đó là bây giờ mình sẽ đéo ra các bạn. Đấy, phải đéo ra mới ăn được. Đấy, ok. Đây này. Mình sẽ ăn cái lõn ở bên trong này mọi người nhé. Để sẽ chặt ra. Rồi, sẽ chặt.
Ôi, nhiều nhựa quá mọi người, nhiều nhựa quá các bạn. Ok. Đây, xem nào, đây. Đây. Đây là loãn chuối của em nhá. Và đây là muối ớt siêu cay. Ăn này, ui. Chấm. Ngon. Thôi chết rồi, rơi mất cái lõn rồi. Đây, đây, cái lõn đây mọi người. Đây. Ngon quá. Kaka đây. Kaka. Con, ai đang gặp các vấn đề về xương khớp? Hello, xin chào mọi người nhé. Mình tên là Hoàng. Mình chuyên chữa về các bệnh cho các chị em nào mất ngủ thì liên hệ với mình sẽ qua ngủ cùng nhé. Hợp lý không anh Sơn? Mày đâu về? Thì mình vừa đi học về. Nay anh Sơn rủ quay video. Đi học về mà cầm cái đĩa muối chấm ở đâu ra? Đấy, chuẩn bị từ trước rồi. Đây là có tinh bột. Đây, đây thật ra là đường mọi người nhé. Hôm nay định làm món gì? Hôm nay sẽ làm món món mì chuối, bắp chuối chấm mini muối ớt siêu cay. Bây giờ lấy, là phải lúc đấy là mình có đi lạc qua bên Tây Bắc, mình chuẩn bị được một lọ muối ngon lắm. Bây giờ là phải pha nước chấm đúng không? Bây giờ là phải pha nước chấm xong thì anh em mình chiến luôn. Nhưng mà hôm nay anh bị đau xương khớp lắm, tí phải chữa cho anh nhá. Ok, được luôn. Tí nữa chữa cho anh nhá. Được luôn. Bây giờ mình sẽ làm nước chấm mọi người nhá. Đi. Này. Ui, nhìn ớt này. Ngon nhỉ, ngon cực luôn. Thế bảo cái này còn cay hơn cả ớt, không biết là nó nói phét hay là nói dối nhỉ? Thật đấy. Nói phét nói dối đồng nghĩa nhau. Nãy giờ vắt tí chanh vào. Úi giời ơi luôn. Ngon úi giời luôn. Có mỗi lửa quả chanh nữa. Lửa quả nhưng ăn này sẽ sẽ chấm nó mới ngon anh ạ. Đấy. Xong chưa? Xong rồi giờ ăn thôi. Ui, anh làm sao đây? Dạo này anh bị xương khớp. Thế hôm giờ xem quảng cáo ở trên TV thì chỉ sợ không uống thuốc của nó một lần xong là mình phải bò à. Không đi được. Ui dồi ôi, em chữa mà. Đi ngã. Em mới học đi học về chữa bệnh xương khớp ấy, thì em chữa cho. Đi nữa mày chữa cho anh. Ok anh. Đi. Khiếp, dạo này xương khớp yếu quá. Anh vặt hôm nay của năm Lào, của tháng Lào ấy. Hôm nay bảo là định quay clip nhưng mà trưa không bảo mẹ, thế chiều mẹ chặt mất. Hey, mọi người nhá, mình sẽ chẻ cái mì chuối này, anh em mình chia đôi ăn. Anh phải được phần hơn nhá. Okay. Làm anh ăn nhiều vác nhẹ. Cái này chỉ bóc đến phần này thôi mọi người nhá. Tại vì phần bên trong ăn nó hơi đắng nên là mình ăn cái phần vỏ này, ăn nó mới ngọt. Chuyên gia mình chuyên ăn những cái đồ như này nên là mình biết và thấu hiểu những nỗi buồn của chị em. À nhầm. Của dân vùng núi hay ăn những cái này này. Họ hay ăn những cái vỏ ngoài nữa. Ở trên vùng núi phải đi rừng mới kiếm được cái mì chuối này nhỉ. Đúng rồi. Chuối này nhà mình cũng là chuối rừng đặc sản Tây Bắc đấy. Em ăn trước nha. Hả? Ăn trước á? Đi học em đói, mì mọi người nhá. Đây, tôi xem nào. Chấm cái muối ớt nãy làm này. Nhìn cứ kiểu như là chảo chấm ấy nhỉ. Chấm chéo. Chấm chéo ấy. Mình mời mọi người nhá. Ui giời ơi. Anh nghĩ là phải chẻ thêm rồi. Ăn như thế đắng, phải không? Giòn tan. Giòn tan á. Ngọt. Ngọt. Gì nữa? Khó ăn nữa. Ăn được mà, ngon mà. Ăn được. Nói đùa chứ anh chảy đến cằm rồi, hay anh vào ăn nhá. Nghe mọi người xem này.
Cày lắm anh ạ. Cày đúng không? Nhìn toàn hạt ớt thế này cơ mà. Lão, lóng đỏ hết mặt này. Phê nhờ. Đặc sản đúng không? Thôi anh vào đây, anh không chịu nữa rồi. Bây giờ em sẽ chia đôi, em mỗi anh em một nửa nhé. Thèm quá mọi người, ngồi ở ngoài mà thèm kinh khủng luôn. Cẩn thận vào tay, để anh mở cho mọi người xem đây. Đây mọi người. Nếu mà mình phải đi mua cái mì chuối này là cũng rơi vào khoảng tầm mấy nghìn nhỉ? 20.000. 20 đâu 15.000 thôi. 15.000 à? Chắc là mình phải bóc thêm ra mọi người. Hôm nay là thằng em mình nó đi học về, thế là mình đãi nó món mì chuối. Đãi hẳn món mì chuối mọi người nhá. Ăn sang luôn mọi người. Ăn sang. Ăn sang. Cay em đấy mọi người. Thứ thứ á, mày mày có ăn cả. Tuyệt vời mọi người. Quá đâu. Chào lại bị bệnh xương khớp ấy. Ăn mấy cái món này vào nó kiểu như là nóng, nó cay. Nó nóng, nó cay xong nó bị co giật lên đấy. Giật ở đấy. Đấy mọi người. Bệnh xương khớp đấy. Thế mà mình nghe người ta uống xong, uống một lần xong phải bò à? Từ Nam vào Bắc là chỉ sợ uống thuốc của tôi thôi. Chứ còn đã uống thuốc của tôi xong là phải bò à? Giật, khoảng giật cái đau. Đây là gần như chầm chéo vậy. Tuyệt vời ấy. Ngon. Ngon mà, ngon. Mình phải bóc ra thêm đi. Bóc hết cái hoa này mọi người nhé. Cái hoa ăn cực kỳ đắng này. Trung hoa đắng lắm. Cũng phải trung hôm rồi Hoàng nhỉ? Trung hôm rồi không quay clip rồi. Thì ra anh em mình ra đều mọi người. Tuần cái. Tuần tầm 4 cái thôi. Chắc là anh cũng bận lắm. Hoàng còn đi học nữa. Hoàng sắp thì tốt nghiệp đến nơi rồi mọi người ạ. Cái điều đặc biệt để làm nên cái vị ngon của cái món bắp chuối này đó chính là cái muối này rất cay. Gọi là đẳng cấp như mình ăn cay mà hôm nay mình thấy cay luôn. Nhưng mà thôi, mày từ chối. Từ chối cuộc chơi hoặc cay lắm. Khả năng lần sau, clip lần sau ăn cả buồng chuối ăn ngon hơn ấy. Cầm đấy. Cầm đấy nhá. Bây giờ là Hoàng chuẩn bị phải chữa bệnh xương khớp cho anh đi. Nhưng mà Hoàng chữa kiểu gì? Thì sao chữa cho anh? Lấy chày hay lấy búa? Chữa tay á? Ăn mạnh lên anh. Đây. Ăn không phải rừng núi. Đây là muối Tây Bắc. Đúng rồi. Mà Tây Bắc họ hay ăn bắp chuối. Anh mình đang hưởng thụ hương vị Tây Bắc, anh hiểu không? Mày chưa ăn cái này tuyệt vời luôn. Tự nhiên ăn thấy sướng luôn. Đây à? Được không? Giòn nhỉ? Giòn lắm mọi người. Đẳng cấp luôn chứ đùa. Rồi. À, đấy. Lần sau mày dạy anh đi xe phân khối lớn nhá. Đó, anh chưa biết xe đi xe của mày. Clip tiếp theo là mình sẽ bảo thằng em trai mình nó dạy mình. Ôi, em xin lỗi. Mưa. Không. Mưa. Không. Thì clip tiếp theo mình sẽ bảo thằng em mình nó dạy mình đi xe phân khối lớn để đi kèm người yêu đi chơi mọi người nhá. Ô rồi. Anh ấy vợ thế. À, kèm vợ đi chơi, quên kèm vợ đi chơi mọi người. Nói tí nữa thì tối nay về là lại rụng hết cả răng đấy. Ngoá. Cái này ăn nó cứ xộc lên mũi, nó cay quá. Hôm nay mưa rào, hôm nay nhiều mưa rào quá. Thôi cứ đoạn không khóc rồi. Thì clip của anh em mình cũng xin dừng ở đây thôi mọi người. Mọi người xem clip thấy hay cho anh em mình xin một like, một đăng ký.